Ngoại truyện 2. Năm dài tháng rộng, một đời bình an. Vào ngày sinh nhật 30 tuổi của mình, Hứa Đường nhận được một cuộc điện thoại từ Tống Bối Bối. Giọng nói của bé con vô cùng ngọt ngào. Chúc cô sinh nhật vui vẻ, chừng nào cô mới đến Đông Bắc thế? Chúng ta cùng nhau đi xem lễ hội khắc băng. Hứa Đường không nhịn được cười. Cảm ơn Bối Bối, sang năm nhé. Sang năm cô nhất định sẽ tranh thủ thời gian qua với con. Gần đây cô bận quá. Cô nói thì phải giữ lời đấy. Ngày nào bà nội cũng nhắc cô đây này. Bà nói mấy hôm trước gọi điện thoại cho cô mà cô không bắt máy, sau đó cũng không gọi lại cho bà. Ôi chao, lúc đó cô định gọi lại mà cuối cùng bận quá cho nên quên béng mất. Hứa Đường vỗ đầu hơi ảo não. Không sao đâu, bà cũng nói như vậy mà. Bà nói cô phụ trách bộ phận marketing của cả một khu vực trong công ty mới, cho nên ngày nào cũng phải họp hành. Bà bảo con với bà là đừng gọi cho cô nhiều quá, nhưng con thật sự nhớ cô lắm. Tối hôm qua còn còn mơ thấy cô nữa cơ. Tống Bối Bối đã lên lớp 2, tính tình vô cùng hoạt bát. Hứa Đường mỉm cười, vừa định mở miệng hỏi bé con đã làm bài tập xong chưa, thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước. Cô ơi, bà muốn nói chuyện với cô. Cô biết anh họ Tống Tân Vũ muốn nói cái gì. Quả nhiên bên kia Tống Tân Vũ đang hỏi. Đường Đường, gần đây Quách Chiết có liên lạc với em không? Hai người có tiến triển gì chưa? Quách Chiết là bạn học cấp 3 ngày xưa của Tống Tân Vũ, 34 tuổi, là giáo sư đại học, đến nay vẫn chưa lập gia đình. Mặc dù bây giờ anh họ đang ở Đông Bắc, nhưng vẫn vô cùng quan tâm đến sự chung thân đại sự của cô. Cách xa như vậy mà vẫn không quên tìm cách giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô. Cô hơi bất đắc dĩ. Có đi ăn cơm chung 2 lần, sau đó thì không liên lạc thêm nữa. Ai cũng đều bận mà anh. Nghe vậy Tống Tân Vũ lại nói thêm một đống. Như là dù có bận rộn đến đâu thì cũng phải chưa thút thời gian rảnh rỗi mà yêu đương đi chứ. Em đã bao lớn rồi, có tham vọng sự nghiệp là chuyện tốt, nhưng nếu bên cạnh không có người chăm lo săn sóc thì cũng không được. Sau đó anh ấy lại chuyển đề tài, bắt đầu phàn nàn Quách Chiết. Tên đàn ông già 34 tuổi rồi mà còn không biết lo trước nghĩ sau, muốn tìm bạn gái mà không chịu tích cực, đáng đời đến giờ vẫn còn độc thân. Mắt thấy anh ấy nói mãi không ngừng, Hứa Đường vội vàng cắt lời. Cô có ở đó không anh? Cho em nói chuyện với cô vài câu. Không có nhà, đi ra ngoài toàn bộ rồi. Thế thì em cúp máy trước nhé, lần sau mình nói chuyện tiếp, bên em phải nhận một cuộc điện thoại nữa. Cũng không phải là cố gắng kết thúc câu chuyện, cô quả thực là còn một vài việc đang bận dở. Một năm trước, khi vừa từ chức khỏi Dai Sang, cô đã nhận lời mời của một công ty khoa học kỹ thuật có chút tiếng tăm trong ngành, phụ trách tất cả công việc marketing sản phẩm của khu vực Hoa Đông. Ông chủ họ Ngụy mời cô vào vị trí phát triển sản phẩm, nhưng cuối cùng Hứa Đường lại tự đứng ra ứng cử, muốn đi tới phòng marketing. Sếp Ngụy vô cùng bất ngờ, nói rằng như vậy thì rất đáng tiếc cho năng lực của cô. Hứa Đường cười một tiếng, nói không chừng năng lực làm việc bên mảng marketing của tôi lại lớn hơn thì sao? Chẳng lẽ sếp Ngụy không muốn cho tôi một cơ hội để thử sức? Cô vẫn luôn như vậy, lúc nói chuyện giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ, tướng mạo dịu dàng mềm mại, thế mà trong mắt lại cứ có một cỗ dẻo dai kiên định. Sếp Ngụy đồng ý, nói rõ trước là thời gian chỉ có 1 năm, nếu không được thì cô vẫn phải tới phòng phát triển sản phẩm đấy. Ông ấy là người tích tài, 30 tuổi, đang trong thời kỳ xây dựng sự nghiệp. Cả ngày Hứa Đường đều bận rộn như con quay, mỗi ngày đều phải trao đổi và lên kế hoạch với người phụ trách của các khu vực, thỉnh thoảng còn phải đi công tác, khảo sát thị trường, tự mình nghiên cứu điều tra. Ban đầu có rất nhiều người không phục, nhưng khi những người lãnh đạo lớn hơn cô rất nhiều tuổi của các tỉnh nghe thấy cô phân tích rõ ràng rành mạch và giải thích về các loại hình sản phẩm bằng thái độ ôn hòa, nhưng lại rất tự tin, thì cuối cùng ai ai cũng gọi cô một tiếng sếp Hứa. Hứa Đường kiếm được lương 500 vạn tệ. Năm đầu tiên, liền trả ngay cho anh họ Tống Tân Vũ 30 vạn đã vay trước đó. Lúc đầu khi khởi nghiệp ở Dai Sang, cô đã mượn tiền của anh họ. Sau khi đồng minh chuẩn bị đầu tư gọi vốn thì cô quyết định từ chức. Bởi vì chuyện này cho nên Mỹ Trần đã giận dữ và không thèm quan tâm đến cô trong một thời gian rất dài. Cô ấy nói đầu óc cô bị vào nước. Hứa Đường cũng vô cùng mờ mịt. Cô không biết việc mình làm có đúng hay không. Nhưng đối với cô mà nói, Dài Sang có thể thoát ly khốn cảnh dưới sự giúp đỡ vô điều kiện của Trì Dã, cô rất cảm kích anh. Anh nói đến đó đã thanh toán xong, cô nghĩ rằng mình cũng nên tuân thủ quy tắc. Mặc dù sau đó đặc trợ của chủ tịch Hải Thượng, Chu Gia Nhạc đã tìm được cô, nói rằng mình đã có bạn trai, những chuyện hôm đó ở câu lạc bộ đều là giả. Cô ấy nói xin lỗi, nói cô ấy và chủ tịch của mình vừa nghĩ là làm liền, làm việc xúc động không để ý đến hậu quả. Lần đầu tiên gặp ở bữa tiệc rượu trong ngành là cô ấy đề nghị đi thăm dò. Chủ tịch có một sự tin tưởng không thể giải thích được với cô ấy, vì cô ấy luôn có thể phân tích chuyện cũ của anh một cách vô cùng hợp lý. Trợ lý Điểu Chu
là đứa trẻ đi ra từ vùng núi lớn. Nơi ấy rừng thiêng nước độc, thậm chí trong thôn còn từng có hoạt động mua bán phụ nữ. Năm đó cô ấy có thể dựa vào chính bản thân mình để học lên, không biết đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ. Chỉ cần đi nhầm một bước là sẽ phải ở lại trong núi, trở thành một người vợ mãi mãi không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Chỉ giã tín nhiệm cô ấy, bởi vì mặc dù cô ấy không quen biết Hứa Đường, nhưng hình như lại hiểu cô hơn bất cứ người nào trên đời này. Trợ lý Tiểu Chu còn nói, chủ tịch bị bệnh tâm lý. Ở công ty, anh ấy luôn sắt phạt quyết đoán, đầu óc tỉnh táo. Thế nhưng vào thời khắc đó lại gửi tin nhắn cho trợ lý Tiểu Chu, bảo cô ấy đến cửa phòng đón anh. Trợ lý Tiểu Chu nói, xin lỗi cô rất nhiều, lúc đó tôi đã có linh cảm lần này có thể sẽ không ổn lắm. Vậy mà còn cố ý nói với chủ tịch là do anh ấy để tôi làm như vậy, sau này có chuyện gì cũng đừng có trách tôi. EQ của Chu Gia Nhạc vô cùng cao, cũng rất biết nghe lời đoán ý. Thấy Hứa Đường nãy giờ không nói gì, liền dứt khoát nói luôn. Tôi cũng nói thật với cô, hôm đó chủ tịch lái xe theo cô cả một đoạn đường. Sau khi trở về lại bắt đầu phải tiếp tục trị liệu bằng thuốc. Anh ấy rất mâu thuẫn. Anh ấy nói với tôi rằng mình không nên nói với cô là đã thanh toán xong, còn nói nặng lời như vậy khiến cô phải khổ sở. Nhưng mà nếu không nói như vậy thì anh ấy không thể chống đỡ nổi. Cô Hứa, anh ấy đã yêu cô nhiều năm như vậy, cũng thật sự đã hận cô nhiều năm như thế. Suy cho cùng chủ tịch của chúng tôi cũng là con người, mà đã là con người thì sẽ không thể nào lý trí và tỉnh táo một cách tuyệt đối được. Anh ấy cần trút ra hết thảy tâm sự, có yêu có hận đều là chuyện bình thường. Tôi nghĩ nếu đổi lại là người khác thì không nhất định có thể làm tốt hơn anh ấy được. Cô có thấy thế không? Hứa Đường trầm mặc, cuối cùng mới lên tiếng. Bây giờ anh ấy thế nào rồi? Hả? Bây giờ còn uống thuốc không? Bây giờ không uống nữa, dạo gần đây tâm trạng ổn định hơn rất nhiều rồi. Là anh ấy bảo cô đến đây sao? Là tôi chủ động muốn tới, anh ấy không từ chối cũng không nói gì. Được rồi, tôi đã biết, cảm ơn cô. Chu Gia Nhạc hơi chần chờ. Vậy thì cô sẽ còn gặp anh ấy chứ? Cô Chu, trong 4 năm anh ấy từ nước ngoài về, số lần tái phát bệnh tâm lý có nhiều không? 2 năm trước tôi mới lên làn đọc trợ của chủ tịch, trước đó thì không rõ lắm, nhưng 2 năm gần đây hình như chưa từng có. Vậy à? Vậy nghĩa là nếu không phải lần này nhìn thấy tôi thì anh ấy vẫn sẽ luôn ổn. Hứa Đường khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, cứ như vậy đi, chúng tôi không nên gặp lại, tôi cũng không nên tiếp tục xuất hiện trước mặt anh ấy. Trước khi trợ lý Tiểu Chu đến, cô không biết quyết định rời khỏi gia sang của mình có đúng hay không. Nhưng sau khi trợ lý Tiểu Chu đến, cô xác định chính mình cần thiết phải rời đi. Vào lúc gia sang sắp bước vào thời kỳ huy hoàng, không hề do dự mà rời đi. Cũng khó trách Mỹ Trần tức giận như vậy, rất lâu sau vẫn không chịu để ý đến cô. Cũng may bây giờ công ty này, cô cũng coi như đã đạt được thành tích. Ai ai cũng biết, sếp Hứa của phòng marketing là một người phụ nữ tính tình ôn hòa, nhưng nếu chọc đến giới hạn thì cô ấy cũng sẽ vô cùng đáng sợ. Ví dụ như, việc người phụ trách của khu vực Hoa Nam là sếp Khang từng ỷ vào thân phận của mình để bức hiếp một cô bé làm việc dưới quyền trong phòng trà của công ty, rằng buổi tối phải đi tiệc rượu với hắn. Cô gái cắn răng không chịu đi, thái độ của hắn lại vô cùng cứng rắn chửi ầm lên. Làm bên bán hàng mà không muốn tiếp khách thì cô dứt khoát đừng làm nữa. Đi ra ngoài tùy tiện mà vào làm nhân viên văn phòng ở công ty nào đó, rồi nhận lương 2.000 tệ một tháng đi. Không có ai ép cô hết, đừng có ở đấy mà chối để đẩy. Sếp Khang mắng chửi xong liền rời khỏi. Cô bé kia đứng một mình trong phòng trà, lông rót nước, tay vẫn còn đang run rẩy. Hứa Đường nhìn thấy, đi qua giúp cô ấy cầm chắc ly nước. Cô bé ấy khóc. Sếp Hứa, không phải là em không biết bán hàng thì phải làm những gì, em cũng bằng lòng tham gia mấy bữa tiệc đó mà, nhưng em không thể đi cùng ông ta. Lần trước mới uống vài ly mà ông ta đã động tay động chân, còn nói trễ quá rồi nên muốn em vào khách sạn nghỉ ngơi với ông ta nữa. Hứa Đường im lặng một lúc, cuối cùng mới nói, em có thể xin chuyển bộ phận. Ông ta không chịu ký, em vất vả làm cả một năm, chỉ còn chút nữa thôi là được nhận thưởng cuối năm rồi. Vào thời điểm này mà được như vậy em cũng thấy rất may mắn. Nói thì sợ chị cười chê, chứ nhà em không có tiền. Bệnh ung thư của mẹ em cần rất nhiều tiền để điều trị, cần nhiều lắm. Hứa Đường hiểu rõ, bản thân mình không nên dính vào chuyện này. Mỗi người đều có khó xử riêng của mình. Gã sếp Khang đó đã đi theo sếp Ngụy rất lâu, thái độ làm người cuồng vọng cực kỳ, không nên đắc tội. Nhưng không hiểu sao, lúc báo cáo công việc với sếp Ngụy, cô lại dò dự mất hồi lâu mới nói, tối nay ngài có thời gian không? Tôi muốn mời ngài ăn một bữa cơm. Sếp Ngụy vô cùng bất ngờ, tuy ông ấy đã gần 50 nhưng lại chăm sóc bản thân rất tốt, cũng được xem là người đàn ông trung niên nho nhã. Trên người Hứa Đường có sự trầm ổn mà những cô gái trẻ tuổi khác không có, cô
Cô thong dong bình tĩnh, làm việc chu đáo, tính tình ôn hòa dịu dàng, mái tóc đen dài, khuôn mặt trắng nõn, ăn vận giỏi giang. Lúc mỉm cười có một chiếc răng khảnh khi ẩn khi hiện, rất khó để không động lòng. Diệp Ngụy đồng ý nhưng vẫn không quên gửi tin nhắn cho vợ, nói tối nay có một bữa tiệc nên không thể về ăn cơm được. Kết quả là Hứa Đường lại dẫn ông ấy đến một phòng riêng trong nhà hàng. Bạn quả tang Sếp Khang đang giở trò đồi bại với cấp dưới. Lúc ấy Sếp Ngụy mới biết được cô muốn làm gì. Trong lòng lập tức buồn bực vô cùng, chỉ biết trút hết lửa giận lên người Sếp Khang, mắng ông ta máu chó phun đầy đầu, bảo rằng nếu ông ta không làm được thì cút xéo ra khỏi công ty ngay đi. Sau đó cũng rời cô bé đó sang bộ phận khác. Tối hôm đó Sếp Ngụy cho tài xế lái xe đưa Hứa Đường về nhà. Đến dưới lầu, Sếp Ngụy xuống xe giọng điệu không quá vui vẻ. Tiểu Đường, việc như thế này cô có thể nói thẳng. Nếu tôi nói ngài sẽ không tin. Hứa Đường mỉm cười, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh thường ngày. Sau đó đương nhiên Sếp Ngụy vẫn giữ thể diện mà trách cứ cô. Cuối cùng mới hỏi tiếp. Cô ở một mình sao? Hứa Đường gật đầu, hơn nữa còn vừa cười vừa nói. Đã trễ quá rồi nên không mời ngài lên uống trà được. Ngài mau về đi thôi. Khi nãy lúc ăn cơm chị nhà còn gửi tin nhắn hỏi tôi đấy. Thỉnh thoảng Ngụy phu nhân cũng sẽ đến công ty. Đó là một người phụ nữ rất thông minh. Mấy người như Hứa Đường và ấy đều sẽ kết bạn WeChat. Bình thường ngẫu nhiên còn sẽ tặng một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Hứa Đường vẫn luôn gọi bà ấy là chị. Ở tuổi 30 này cô cũng đã thành một người khéo đưa đẩy từ lâu. Diệp Ngụy nghe xong lời này thì trên mặt càng không vui hơn nữa, hừ một tiếng liền xoay người lên xe về nhà. Hứa Đường thở vào nhẹ nhõm, đang định rời khỏi thì vừa quay người lại đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng trước cửa chung cư. Là Trì Dã. Căn hộ này cô mới vừa thanh toán tiền cọc đợt đầu, sau khi sửa sang đơn giản một phen thì mới chuyển đến ở không lâu. Ngoại trừ Mỹ Chân không có người nào biết. Ở cửa chung cư trồng mấy bụi cây cùng với vài cây thường thanh tươi tốt xanh mởn. Dáng người Trì Dã thẳng tắp, anh mặc áo sơ mi màu xanh lam, tay áo vẫn sắn lên tới khuỷu tay như ngày thường, trông vừa lịch sự vừa có vẻ tùy ý. Anh vốn đang ngồi xổm ở đó hút thuốc, vừa nhìn thấy cô liền cầm điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống, sau đó đứng lên đi về phía cô đang đứng. Nhất thời Hứa Đường cảm thấy lòng mình hơi hồi hộp, rõ ràng cô đã trầm ổn như vậy, gặp được chuyện rất đầu mẻ chán cỡ nào cũng luôn có thể chấn định xử lý. Duy chỉ có khi đứng trước mặt người đàn ông này, trong lòng cô luôn sẽ trở nên căng thẳng. Dường như đã nhận ra sự hồi hộp của cô, Chỉ Dã cười, giọng nói trầm thấp. Trễ vậy mới về à? Ừ, cùng đi chút chứ. Được. Đã cách một năm kể từ ngày gặp nhau ở câu lạc bộ, tóc của Hứa Đường đã dài hơn rất nhiều. Cô không thích nhuộm tóc, cũng rất ít khi tạo kiểu, cho nên chất tóc rất tốt, được vén lên gọn gàng sau gáy. Con đường bên ngoài chung cư đèn đuốc sáng rỡ, gió thổi qua những tán cây thường thanh, kêu xào xạc không ngừng. Theo tới còn có mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, Chỉ Dã hơi hoảng hốt, chẳng phải ngày trước Hứa Đường không dùng nước hoa sao? Rốt cuộc đều đã thay đổi, hai người sánh vai nhau mà đi, để lại hai cái bóng dài dưới đèn đường, một cái bóng cao, một cái bóng thấp. Thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng bọn họ đều không nói gì. Cuối cùng vẫn là Hứa Đường phá vỡ bình tĩnh. Gần đây anh có bận không? Anh bận. Chỉ Dã khẽ cười sau đó lại bổ sung thêm một câu. Anh vẫn luôn vô cùng bận. À, em cũng rất bận, Hứa Đường nói. Nói xong bầu không khí lại lâm vào khoảng lặng lâu dài. Hứa Đường, Chỉ Dã. Bất chợt hai người lại lên tiếng cùng một lúc, gọi tên của đối phương sau đó cùng sửng sốt. Khóe miệng Chỉ Dã cong lên. Em nói trước đi. Không có gì, em chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Cảm ơn chuyện gì? Cảm ơn lúc đó anh đã chịu ra tay giúp bọn em, Hứa Đường nói khẽ. Chuyện của Giai Sang, em vẫn luôn vô cùng biết ơn anh. Không hận anh sao? Tại sao lại phải hận anh? Lúc đầu anh nói những lời kia, làm những chuyện như thế, em không hận anh sao? Không hận, Chỉ Dã. Anh không nợ em gì cả, em chỉ cảm thấy rất biết ơn anh thôi. Chỉ biết ơn thôi sao? Bóng dáng của người đàn ông bị kéo thật dài dưới ánh đèn, hai tay anh đút vào túi, miệng ngậm ý cười, thản nhiên cười hỏi. Ánh mắt của anh thâm trầm vô cùng, đôi mắt đen cất giấu dòng sông ngầm cuồn cuộn sóng vỗ, tối tăm mờ mịt. Trong lòng Hứa Đường chợt căng thẳng, vô thức trả lời. Đương nhiên. Vậy à, Hứa Đường, anh không giống em. Chỉ một câu này thôi đã có thể khiến cô sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn anh. Chỉ Dã cười. Đã nói ân oán của chúng ta thanh toán xong rồi. Từ 17 tuổi đến bây giờ chúng ta đã quen biết gần 13 năm. Cho dù là người bình thường thì cũng nên có chút tình nghĩa bạn học chứ. Có, anh nói thanh toán xong, còn nói sau này không cần gặp lại. Em cứ nghĩ... Nghe lời anh vậy sao?
Lúc trước anh nói không muốn chia tay, sao em lại không nghe? Thế anh lại đột nhiên lôi chuyện cũ ra, sắc mặt Hứa Đường đột nhiên tái nhợt, đôi mắt chỉ dã cong lên. Anh thuận miệng thôi, em đừng để ý. Hứa Đường, đời người đâu có được mấy cái 13 năm, cho nên anh không có cách nào coi em thành một người xa lạ. Nếu ân oán đã thanh toán xong, vậy sau này chúng ta vẫn là bạn bè, được không em? Được. Làm bạn bè anh nhắc nhở em một câu, người đàn ông khi nãy không hợp với em. Người đàn ông khi nãy? Đầu óc của Hứa Đường dại ra một lát mới chợt nhận ra người anh nói là sếp Ngụy, mặt bỗng hơi ửng đỏ, nói: ông ấy là ông chủ của em. Ông ta không thành thật, chỉ giả ý vị thâm trường. Em không nên đi đường vòng. Làm gì có, anh đừng nói lung tung. Không có là được, em cũng không còn trẻ. Cho dù có ý định tìm bạn trai thì hãy giống như năm đó em đã nói, có một mối quan hệ yêu đương bình thường được không? Được. Cũng không còn sớm nữa, em về nhà đi, anh cũng nên về rồi. Sau lần đó, chỉ giả có kết bạn WeChat với cô. Sau khi cô đồng ý, cả hai cũng không hề nói thêm lời nào. Hứa Đường nghĩ, có lẽ anh thật sự muốn coi cô là một người bạn bình thường. Tết nhất gửi một câu chúc mừng, thỉnh thoảng ngắm qua hoạt động trên vòng bạn bè một cái cũng rất tốt. Mặc dù vòng bạn bè của chị Dã trống rỗng chẳng có gì, còn vòng bạn bè của cô chỉ toàn là tuyên truyền và quảng bá sản phẩm. Hứa Đường hơi xấu hổ, nhưng sau khi vùi đầu vào công việc, cô lại trở thành sếp Hứa làm việc gọn gàng, ngăn nắp, chu đáo, ổn thỏa. Chỉ là hôm đó cô đắc tội sếp Khang, có lần đang tham gia hội nghị của phòng marketing trong toàn bộ khu vực. Ngay trước mắt rất nhiều lãnh đạo, ông ta phê phán một vài tỉnh của khu vực Hoa Đông có hình tượng không đẹp, quản lý không đâu vào đâu. Nhưng Hứa Đường vẫn trấn định. Lúc nói chuyện, mặt mày cô bình tĩnh nhìn lãnh đạo đang ngồi khắp nơi, cũng nhìn về phía sếp Ngụy, cuối cùng mới nhìn về phía sếp Khang. Tôi chấp nhận những vấn đề mà sếp Khang nói về khu vực Hoa Đông, nhưng tôi cũng muốn hỏi sếp Khang một câu. Doanh số quý này của Hoa Nam có đạt tiêu chuẩn không? Có vượt qua Hoa Đông chưa? Nếu thật sự vượt qua Hoa Đông thì ông cứ tùy tiện nói, tôi đều khiêm tốn tiếp nhận. Nhưng mà không thể bằng được đúng không? Vậy nên thời gian tới, mong ông hãy tập trung vào Hoa Nam đi, đừng chú ý quá nhiều tới người khác nữa. Nó có thể sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của ông, cũng sẽ ảnh hưởng tới cả trình độ quản lý nữa đấy. Mới nói mấy câu mà mặt sếp Khang đã mất hết mặt mũi, đường đường là một người đàn ông mà lại bắt đầu thẹn quá thành giận. Hứa Đường đứng thẳng người, từ đầu đến cuối đều vẫn đang mỉm cười, trong nụ cười đó ẩn giấu sự trầm trọng tột cùng. Ở trường hợp công khai thế này, trong hội nghị toàn khu vực như vậy, chẳng lẽ ông ta nghĩ rằng cô sẽ nuốt giận vào lòng sao? Đều do bình thường cô quá hòa nhã dễ gần. Cô biết rõ mấy lãnh đạo trong công ty đều nghị luận sau lưng cô rằng chỉ là một người đàn bà mà thôi. Trong lời nói tràn ngập sự chế giễu khinh thường. Chẳng sao cả, khi năng lực của một người có thể chịu đựng được những lời gièm pha thì tôi mặc kệ các người nghị luận sau lưng thế nào cũng được. Nhưng nhìn thấy tôi thì phiền lòng, mỉm cười tươi tắn lên một chút. Các người cười không đủ tươi, tôi sẽ trở mặt đấy. Cho nên đây mới là ý nghĩa của sự nỗ lực. Đứng ở chỗ cao, bạn mới có càng nhiều quyền lựa chọn, có tư cách để trở mặt. Sau khi hội nghị kết thúc, Hứa Đường ngồi trên bàn làm việc xem qua báo cáo của quý này. Trên bàn đặt một cốc cà phê, cạnh máy tính trưng một bức ảnh cô và Tông Bối Bối ghé sát mặt vào nhau cười rộ lên. Điện thoại vang lên hai hồi, là giáo sư đại học kia, tên là Quách Chiết. Anh ta hỏi tối nay cô có rảnh không, nếu có thì cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Cô suy nghĩ một lúc, chợt cảm thấy anh họ nói rất đúng. Cũng nên cho lẫn nhau cơ hội để hiểu biết thêm một chút. Quách Chiết đeo một cặp kính có gọng, dáng người cao gầy, có vẻ hơi ít nói. 34 tuổi còn chưa từng có bạn gái, thật sự quá mức hiền lành. Lúc ăn cơm anh ta vẫn không nói nhiều lắm, đôi khi Hứa Đường phải tìm đề tài để nói thì không khí mới bớt yên lặng, tóm lại là có chút mệt mỏi. Sau khi cơm nước xong, lúc đưa cô về nhà, anh ta lại hơi ngượng ngùng gãi đầu hỏi cô rằng ngày mai còn có thể cùng nhau đi xem phim hay không. Hứa Đường sửng sốt trong chốc lát, anh ta ảo não nói, anh rất nhàm chán đúng không? Nếu em không thích anh cũng không sao cả, anh thấy mình quả thật không xứng với em. Nhưng anh họ em nói, nếu không thử thì làm sao mà biết được. Anh được cậu ấy cổ vũ một phen mới có dũng khí hẹn em ra ngoài. Nháy mắt đó, Hứa Đường hơi xúc động, cô cười nói, đừng nói như vậy, anh rất tốt mà, ngày mai để em mời anh đi xem phim đi. Sau đó cả hai bắt đầu thỉnh thoảng liên hệ, Quách Chiết cũng dần nói nhiều hơn. Một tháng sau anh ta hẹn cô về nhà làm khách, nói rằng cơm mẹ anh ta nấu rất ngon. Trong thời gian đó, Hứa Đường nhận được một cuộc gọi hiếm hoi từ Chỉ Dã. Trước khi nghe điện thoại cô vẫn rất khẩn trương, nhưng sau khi nghe máy mới phát hiện Chỉ Dã cũng chỉ hàn huyên bình thường. Anh cười hỏi cô đã ăn cơm chưa, dạo gần đây có bận hay không.
Anh nói mấy dì ở nước ngoài gửi vài thùng vang đỏ về, nghe nói giá đựng rượu của nhà cô trống không nên muốn gửi cho cô mấy chai. Hứa Đường chặn lời, không cần đâu, em ít uống vang đỏ lắm. Nhưng mà em uống trâu vậy còn gì, hết nửa chai cũng chưa thấy say. Chị Dã chế nhạo nói, chỉ mới hơn một năm mà thôi. Cảnh tượng cô đi khẩn cầu chỉ giá vẫn rõ mồn một trước mắt. Thì ra bắt tay giảng hòa lại đơn giản như vậy. Hứa Đường không khỏi ngượng ngùng, em cũng đâu có biết tửu lượng của mình tốt như vậy đâu. Đúng vậy nhỉ, lúc chúng ta ở bên nhau em cũng không uống rượu. Là do anh không cho em uống đấy chứ. Ừ, chỉ giá cười nhẹ một tiếng, giọng nói rất khẽ. Anh không nỡ. Hả? Không có gì, gần đây em vẫn ổn chứ? Em ổn. Có bạn trai rồi à? Vẫn chưa tính, còn đang tìm hiểu. Giọng nói của anh vẫn dễ nghe như xưa, giọng điệu còn chứa vài phần ý cười. Hứa Đường lại có chút hồi hộp, không nhịn được hỏi, Mỹ Trần nói với anh à? Ừ, thỉnh thoảng anh cũng gặp cô ấy mấy lần. Khi nãy Hứa Đường còn đang nghi ngờ không biết sao anh lại biết trong nhà cô có một giá đựng rượu vang trống không, giờ phút này trong lòng mới thở dài một tiếng. Mỹ Trần đúng là cái gì cũng dám nói ra ngoài. Anh ta có tốt không? Chỉ Dã ở đầu dây bên kia lại lên tiếng, giọng nói bình tĩnh, không nghe ra là đang suy nghĩ gì. Vậy nên Hứa Đường thành thật trả lời, anh ấy là giáo sư đại học, là một người không tệ. Vậy à? Vậy hai người ở chung thật tốt nhé. Được. Cúp điện thoại, Hứa Đường vẫn cảm thấy dường như mình đang nằm mơ. Cuối tuần Quách Chiết hẹn cô tới nhà vào buổi trưa, lúc sáng vẫn còn sớm, cô muốn chừa chút thời gian về nhà lấy vài thứ. Quách Chiết nghe vậy liền nói để anh ta lái xe đưa cô đi, giúp cô cầm đồ đạc. Hứa Đường suy nghĩ một chốc cũng đồng ý. Sau khi ba qua đời, cô đi Đông Bắc, ngay cả 4 năm quay về cũng đều ở phòng thuê. Đã rất nhiều năm, cô chưa từng bước chân vào căn nhà đó. Cư xá cũ nát, đến nay vẫn chưa thể phá dỡ và di rời. Hứa Đường thích đọc sách, giá sách ở nhà mới còn trống rất nhiều. Cô muốn về nhà dọn dẹp và sửa sang lại đống sách cũ trong nhà. Để Quách Chiết đi cùng là đúng. Nói thật thì cô hơi sợ căn nhà đó. Những ký ức không tốt kia luôn hiện hữu, cùng với việc ba đã qua đời ở căn nhà này. Mọi người đều nói, người thân của mình thì có gì mà phải sợ. Nhưng Hứa Đường thật sự sợ. Trong tiềm thức của cô vẫn luôn cảm thấy bản thân mình có lỗi với ba. Nhiều năm qua như vậy, lăn lộn dò dẫm, trông như đã thành kim cương bất hoại. Nhưng kỳ thực, cô vẫn cứ nhát như chuột. Sao có thể không sợ cơ chứ? Đứng ở bên ngoài cửa chống trộm, cô hoảng sợ phát hiện ổ khóa là mới thay. Giây phút đó sắc mặt cô trắng bệch. Người trong nhà cũng đã nghe thấy tiếng động, chậm rãi mở cửa ra, là Trần Mậu Quyên đã biến mất 7 năm. Bà ta trông rất đáng sợ, gầy tới nỗi chỉ còn da bọc xương, đầu tóc rối bời, khuôn mặt khô nẻ đầy nếp nhăn, đôi mắt đục ngầu trợn tròn lên. Ngay giây phút bà ta nhận ra cô, lập tức rít lên một tiếng thét chói tai. Hứa Đường còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã bị bà ta kéo vào trong nhà. Tiếng mắng chửi tràn đầy phẫn nộ vang lên, kèm theo đó là một cơn ẩu đả điên cuồng. Mày chết ở đâu giờ mới về? Tao tìm mày khắp nơi không thấy. Cái ngữ đề tiện như mày muốn bỏ rơi tao à? Nằm mơ đi, tao là mẹ mày. Sau này mày đi đâu tao đi đó, mày trốn tao này, trốn tao này, tao đánh chết mày. Nháy mắt có vô số ký ức trong quá khứ ùa về. Một tiếng nổ vang lên, da đầu tê dại, cả người lạnh buốt run rẩy. Quách Chiết đứng ngoài cửa, chết đứng người. Đợi đến khi mọi thứ lắng xuống, tóc của Hứa Đường đã bị túm đứt vài cọng, trên mặt cũng bị móng tay cào ra mấy vệt đỏ. Trần Mậu Quyên cũng không khá hơn gì, dưới sự phản kháng giận dữ của cô, trên mặt bà ta cũng bị thương. Quách Chiết đứng im ở cửa không dám vào, anh ta đứng như trời trồng ở ngoài cửa không biết phải làm sao cho phải. Đoán chừng anh ta cũng bị dáng vẻ dương nanh múa vuốt của Hứa Đường dọa cho phát sợ. Trần Mậu Quyên hùng hùng hổ hổ tiếp tục chửi bới, ánh mắt liếc thấy Quách Chiết đang đứng bên ngoài, trực tiếp nhào tới. Mày là thằng đàn ông mới của nó đúng không? Tao là mẹ nó. Nếu mày muốn ở cùng nó thì phải lo cho tao tiền tiêu, cả đời này tao đều sẽ đi theo nó. Quách Chiết lùi lại mấy bước, Hứa Đường trầm mặc ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh đi về trước đi. Anh ta chần chừ một lúc, đối mặt với Trần Mậu Quyên dường như đã phát điên trước mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quay người đi xuống lầu. Hứa Đường cảm thấy bản thân mình lại sắp không chịu nổi nữa rồi. Bàn tay cô đang run, thân thể cũng đang run. Rõ ràng cô đã đứng lên, đã trèo ra khỏi vực thẳm. Thế nhưng Trần Mậu Quyên quay về lại bắt cô phải quỳ xuống. Bà ta như âm hồn bất tán, như một hồn ma cắn mãi không buông. Hứa Đường hít sâu một hơi nói với bà ta. Sau này mỗi tháng tôi cho bà 2.000, bà đừng tới dây dưa với tôi nữa. Ánh mắt của Trần Mậu Quyên rơi vào quần áo trên người cô. Bây giờ cô đã có tiền đồ, phẩm chất và phẩm vị đều không tệ, đã không còn thấy dáng vẻ keo kiệt như ngày trước.
cho nên bà ta nhe răng cười khinh miệt một tiếng. Mới 2.000 mà đã muốn đuổi tao đi, ít nhất phải 8.000. Hứa Đường cố gắng chịu đựng cơn tức trong lòng, đôi mắt đỏ hoe. Bà đừng có được voi đòi tiên. Được voi đòi tiên? Mày là con gái tao, tao đòi bao nhiêu tiền cũng trả bỏ. Mày không cho tao cũng được, tao sẽ kiện mày ra tòa. Đi công ty mày tìm mày, đời này mày tưởng trốn tao được thì cứ nằm mơ đi con. Khuôn mặt tràn đầy dữ tợn đó chính là khuôn mặt đã từng xuất hiện vô số lần trong những cơn ác mộng của cô. Hứa Đường cảm thấy tuyệt vọng cùng cực. Cô đứng bật dậy, hung tợn chất vấn bà ta. Mấy năm trước bà không nói không rằng chạy trốn mất dạng. Đã bao giờ bà nghĩ ba tôi sẽ thế nào chưa? Bà hại chết ông ấy, bây giờ còn muốn hại tới tôi. Bà có còn là con người nữa không? Tao hại chết ông ta? Ông ta đã chết từ lâu rồi, mày ở đây gào thét với tao làm gì? Mày có bản lĩnh thì sao lúc đó không ở nhà mà trông coi ông ta? Lúc ông ta chết mày đang ở chỗ nào? Ở trên giường của thằng đàn ông nào? Trần Mộ Quyên còn chưa kịp nói hết thì Hứa Đường đã xông tới túm tóc và tát cho bà ta mấy cái, vừa đánh vừa đá. Trần Mộ Quyên cũng không vừa, một bên đánh một bên há mồm hét ầm lên. Giết người rồi, thiền lôi đánh xuống, con gái tôi muốn đánh chết tôi, còn lại dám đánh mẹ thì xuống địa ngục đi. Rốt cuộc thì tuổi tác của Trần Mộ Quyên cũng đã cao, bây giờ lại còn gầy tông teo, đánh nhau với Hứa Đường vẫn chiếm ưu thế, tát cho bà ta một cái choáng váng đầu óc. Cô cứ như đã phát điên đến không còn lý trí, hai mắt đỏ ngầu, không ngừng đánh đấm bà ta. Bà đi chết đi, bà chết đi, rồi tôi xuống địa ngục với bà, đừng ai sống nữa, chúng ta cùng chết hết đi. Mãi cho đến cuối, khi thân thể đã kiệt sức, cô bụng mặt, nước mắt rơi không ngừng. Trần Mộ Quyên nằm co quắp trên mặt đất, miệng vẫn còn đang mắng chửi. Hứa Đường cầm túi sách, lấy 1.000 tệ còn trên người ném xuống đất. Tôi cho bà từng đó trước, ngày mai tôi đưa thêm 1.000 cho bà, chỉ vậy thôi. Bà lấy thì lấy, không lấy chúng ta cùng chết. Nói dứt lời, cô quay đầu đi không thèm nhìn lại. Đã gần trưa, ánh nắng mặt trời ấm áp đến như vậy, cô lại thất hồn lạc phách đi lang thang trên đường. Chiếc tủ kính đựng hàng bên đường chiếu ra bóng dáng chán nản buồn khổ của một người phụ nữ. Hít thở không thông, cô đi từng bước một cho tới ngày hôm nay, lại chỉ vì Trần Mậu Quyên xuất hiện mà tất cả mọi thứ đều quay về chỗ cũ. Cô biết rõ, người đàn bà kia sẽ lại cuốn lấy cô như một con đỉa đói và hút sạch tới khi cô không còn một giọt máu nào nữa. Hứa Đường cố gắng đứng thẳng người, cô về nhà tắm rửa sạch sẽ, nhìn phòng tắm lượn lờ sương mù, nhìn vẻ mặt trắng bệch của mình trong gương, đáy mắt cô toát ra vẻ hận thù mãnh liệt, không cam lòng đến cực điểm. Nếu Trần Mộ Quyên dám quậy, cô sẽ thật sự liều mạng với bà ta. Hôm sau cô chuẩn bị tiền mặt xong, lúc đến gặp Trần Mộ Quyên một lần nữa thì lại không thấy bà ta đâu cả. Cửa nhà không khóa, Hứa Đường đoán có lẽ bà ta chỉ ra ngoài một lát. Cô đặt 1.000 tệ lên mặt bàn trong phòng. Trên bàn trà, di ảnh của ba đang nhìn cô. Da đầu Hứa Đường chợt tê dại. Lúc ấy cô không nhịn được mà nghĩ, sao Trần Mẫu Quyên lại không hề sợ hãi vậy nhỉ? Cô rời khỏi đó. Sau đó chuẩn bị kỹ càng, đợi Trần Mẫu Quyên không cam lòng đến đảo lộn cuộc sống của cô lên. Nhưng đến cuối cùng, bà ta vẫn không xuất hiện. Mãi đến tháng sau cô tới nhà đưa tiền, cửa nhà vẫn nửa khép. 1.000 tệ lần trước cô để lại vẫn yên tĩnh nằm trên bàn. Nhà cô ở tầng cao nhất, cư xá cũ nát này bây giờ đúng là còn rất ít người ở, gần như cũng chẳng có ai đến đây. Da đầu của Hứa Đường lại bắt đầu run lên. Lúc đi ra cô đóng cửa lại. Từ ngày ấy, cuộc sống của cô lại khôi phục bình tĩnh một cách kỳ lạ. Trần Mậu Quyên không hề xuất hiện nữa. Ngược lại thì Quách Chiết có đến tìm cô một lần, hỏi cô có sẵn lòng tới nhà anh ta ăn cơm nữa không. Anh ta nói lần trước vì mình bị hù dọa, với lại cũng nghĩ đó là chuyện nhà của cô nên chẳng biết có nên nhúng tay vào hay không. Còn hỏi Hứa Đường rằng bây giờ cô có nguyện ý nói cho anh ta nghe mọi chuyện không? Hứa Đường lắc đầu cười, nói thôi quên đi. Cô lại trở thành sếp Hứa tính tình ôn hòa, làm việc đâu ra đấy như ngày trước. Độc thân, có tiền, cũng có nhan sắc. Người ưu tú hơn so với Quách Chiết ở bên cạnh cô có rất nhiều, cũng có người ngỏ lời với cô. Nhưng cô không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Khi mùa bán hàng cao điểm đến, Hứa Đường dẫn theo trợ lý của mình và bắt đầu một chuyến công tác dài ngày. 2 tháng liên tiếp, thời gian rảnh rỗi sẽ ngắm cảnh đêm ở những thành phố khác nhau. Dưới những tòa nhà chọc trời ấy, thành phố rực rỡ ánh đèn, phồn hoa tựa gấm, nhộn nhịp tưng bừng. Ngẩng đầu nhìn lên trên, bầu trời đêm tựa như một khoảng không vô tận, mênh mông không thấy điểm cuối. Thế giới này lớn như vậy, sao xa khắp nơi, vạn dặm thoi đưa, con người chỉ trông như những hạt bụi nhỏ bé tồn tại giữa vũ trụ bao la. Một đời ngắn ngủi mà thôi, thoáng cái thì cũng qua rồi. Cô và trợ lý dùng cơm trong tòa nhà cao ốc chọc trời, gọi thêm một chai vang đỏ. Trợ lý hỏi, chị Đường, chị uống được bao nhiêu thế? Chắc được nửa chai,
nhiều nữa thì chị không biết. Vậy thử một chút nhé. Được thôi. Trợ lý nhỏ năm nay mới 24 tuổi, phóng khoáng tự tại, uống hai ly rượu xong lại bắt đầu hỏi cô. Chị ơi, sao đến giờ chị vẫn độc thân thế? Vì chưa gặp được người phù hợp. Vậy chị có thích ai không? Hứa Đường cười một tiếng, cẩn thận suy nghĩ một phen mới trả lời. Từng có. Từng có? Vậy bây giờ thì sao? Từng có nhưng mà không phù hợp. Lúc trước không phù hợp, bây giờ cũng không phù hợp. Giảm quần quá. Cái gì mà hợp mà cái gì là không hợp? Đời này chị có biết được không? Nhắm mắt vào rồi mở mắt ra là qua hết. Mấy năm trước em mới 18, mà bây giờ đã 24 rồi. Em nghĩ thôi cũng đã thấy sợ. Thời gian ngắn ngủi như thế, chúng ta nhất định phải tận hưởng lạc thú trước mắt mới đúng. Chị sắp 31 đến nơi rồi, 24 thì coi là gì? Thế mới nói, chị phải càng quý trọng hơn chứ. Trên đời này mỗi ngày đều có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra như thế. Sống sót cũng không dễ dàng gì. Đó là may mắn, cũng là một món quà. Cho nên chúng ta hãy cố gắng hết sức. Trợ lý còn đang lải nhải không ngớt. Bên này điện thoại của Hứa Đường lại vang lên. Là Trì Dã. Cô đi tới gần cửa sổ rồi bắt máy. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói chứa đầy ý cười ấy. Em ăn cơm chưa? Em đang ăn. Dạo này bận lắm à? Em đang đi công tác. Anh biết. Lại là Mỹ Trân nói cho anh biết à? Không phải. Không phải. Bên kia Chỉ Dã cười khẽ một tiếng, vừa mở miệng lại hỏi. Chia tay với bạn trai rồi sao? Không phải bạn trai, đã bảo là đang tìm hiểu thôi mà. Vậy tìm hiểu thế nào rồi? Không phù hợp. Hứa Đường, em đáng giá với người tốt hơn. Hẳn là vì đã uống mấy ly rượu vào bụng. Hứa Đường nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, dùng giọng điệu trầm thấp lại trịnh trọng khẽ nói. Không có tốt hơn. Không có. 17 tuổi chớm nở tình yêu, cho tới bây giờ tâm thái tang thương giả cỗi. Khoảng thời gian tốt đẹp nhất cuộc đời này cũng nép mình trong những ký ức đau thương nhất. Lúc đó cô chật vật không chịu nổi, nhưng lại được một thiếu niên dốc hết sức để yêu. Sau này anh đã từng đưa cô đến tòa nhà Thiên Hải ngắm cảnh đêm, dẫn cô ngồi vòng quay khổng lồ, ngồi cáp treo, ngồi vòng quay ngựa gỗ. Trong kỳ nghỉ anh còn dẫn cô đi leo Thái Sơn ngắm mặt trời mọc. Cô đi không nổi nữa, anh còn cõng cô leo lên. Lúc đó anh ngồi xuống quay lại cười nói. Đầu gỗ, qua đây để anh trai cõng em đi. Anh biết rõ cô không thích nơi đông người, nên đã từ chối lời đề nghị đi cùng nhau của đám bạn thân thiết kia. Chỉ có hai người họ cùng đi lên núi. Lưng của anh vững chãi mạnh mẽ như thế, tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, cũng rất ấm áp nhiệt tình. Lúc chờ bình minh trên đỉnh núi, nhiệt độ hạ xuống khá thấp và tiết trời rất lạnh. Bọn họ rúc vào bên nhau, mặc áo khoác rất dày. Anh còn ôm cô thật chặt trong vòng tay, nắm tay sưởi ấm cho cô. Sau đó mặt trời ló mình ra, khoảnh khắc mặt trời mọc, cô muốn chụp ảnh làm kỷ niệm. Người đàn ông kia lại nâng mặt cô lên trực tiếp hôn xuống đôi môi ấy. Âm thanh ở xung quanh vô cùng ồn ào, anh nhiệt liệt hôn cô, ôm chặt lấy cô. Cảm xúc dâng trào, nở rộ ra thành từng đóa hoa rực rỡ khoe sắc. Sau đó cô xấu hổ đỏ mặt phàn nàn, không thèm chụp ảnh nữa. Anh lại chẳng hề để ý, ôm lấy cô rồi nói bằng giọng điệu lười biếng như cũ. Lần sau anh trai lại dẫn em tới. Lần sau, rốt cuộc đã chẳng còn. Hứa Đường hèn mọn ngày ấy, quá khứ hoang mang sợ hãi ấy, tất cả những sắc thái cô có được đều là ánh sáng mà anh trao cho cô. Trợ lý nhỏ hỏi, chị Đường, lúc chị thích người ấy, có từng nhiệt liệt yêu người ấy không? Hứa Đường trả lời, từng có, chị đã cố gắng bằng hết thảy những gì khi ấy chị có thể làm. Vậy bây giờ thì sao? Chị có còn dũng khí ấy chứ? Chị đã hơn 30, con người ấy mà, tuổi tác càng lớn thì lá gan ngược lại càng nhỏ. Sợ cái gì cơ chứ? Sợ không có được. Chị phải thử mới biết được chứ. Nếu thật sự không có được cũng chẳng tổn thất gì. Nhưng nhỡ đâu có được thì lại chính là niềm vui ngoài ý muốn đấy. Hứa Đường cười một tiếng. Người trưởng thành đã quen với việc cân nhắc lợi hại trước khi hành động. Cô đã mất đi dũng khí để làm hết sức mình. Không chỉ vì tuổi tác đã lớn, mà còn vì bây giờ cô đã trở thành một tục nhân. Người tục khí, người ích kỷ và là người hèn yếu trong chính cảm xúc của mình. Sau khi kết thúc chuyến công tác này, trợ lý Tiểu Chu lại tới tìm cô một lần nữa. Cô ấy muốn nói lại thôi mấy lần, cuối cùng vẫn lên tiếng. Chủ tịch không cho tôi đến tìm cô, nhưng mà tôi càng nghĩ lại càng muốn nói. Cô hứa, cô có thể cho anh ấy một cơ hội nữa không? Anh ấy nói sẽ chờ cô, đợi đến ngày càng tốt. Anh ấy muốn tiến về phía cô từng bước một, nhưng sau này anh ấy lại rút lui. Anh ấy nói cô đã buông xuống, cũng có đối tượng đang lui tới. Cô và anh ta cùng đi ăn cơm, cùng đi xem phim. Cô cũng không ghét anh ta. Có lẽ đó mới là người phù hợp nhất với cô.
là kiểu yêu đương mà cô vẫn muốn có. Chủ tịch nói đồng cổ đã sống cực khổ như vậy rồi, bây giờ cô đang càng ngày càng tốt. Nếu đây là cuộc sống mà cô muốn thì anh ấy sẽ thành toàn cho cô. Thế nhưng trạng thái của anh ấy thật sự không ổn, bệnh tâm lý đó đã tái phát rất nhiều lần, đêm nào cũng phải dựa vào thuốc an thần mới ngủ được. Cô hứa, cô thật sự không thể cho anh ấy một cơ hội nữa hay sao? Thì ra khi trưởng thành rồi, người trở thành kẻ hèn nhát cũng không chỉ có mình cô. Cô hứa, cô thật sự không thể lại dũng cảm một lần nữa hay sao? Trợ lý Tiểu Chu cho cô mật mã nhà anh. Bây giờ chị Dạ đang ở biệt thự đơn lập, anh sống một mình ở đó. Mấy năm nay, quan hệ của anh và ba mẹ khá bình thường, cũng không ở cùng một nơi. Tối hôm đó, Hứa Đường đến tìm anh. Lần đầu tiên cô bước vào nơi anh ở, ở trong lòng hơi hồi hộp. Cũng may chị Dạ đang ở phòng ngủ, đèn trong phòng khách vẫn mở, ánh vào căn phòng ngủ mờ tối tĩnh lặng. Vì vậy phòng ngủ chỉ le lói chút ánh sáng mờ mịt. Cô ghé vào bên giường, im lặng nhìn anh, người cô thích ở thời niên thiếu, vẫn có mắt mày sắc bén như ngày xưa. Phong mục kiếm mi, mày rậm mi dài, xương hàm rõ nét. Ngay từ đầu cô đã nói, đây là dáng vẻ của một vị tướng quân, binh quyền vạn dặm, sống dưới ánh mặt trời, vĩnh viễn quang minh lỗi lạc, thẳng thắn liều lĩnh. Nhưng bây giờ hai hàng mi của anh rũ xuống, mệt mỏi không chịu nổi. Ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng sẽ nhăn hai đầu lông mày lại. Dùng thuốc an thần rồi, chăng anh không nghĩ mình sẽ vẫn mơ thấy những giấc mơ phiền lòng kia? Hứa Đường vươn tay vẽ lên mặt mày của anh, nhìn rất lâu rất lâu. Cuối cùng cô cởi dép ra, nằm xuống bên cạnh anh. Anh nằm nghiêng ngủ ở một bên giường, cô sát lại từ phía sau, đưa tay vòng lấy eo của anh. Thân hình của chị Dã cao lớn, cô co rút ở phía sau anh, trông gầy gò nho nhỏ. Anh ngủ an ổn, cô cũng ngủ an tâm. Dường như sau gần ấy năm, cô chưa từng cảm thấy an tâm đến như vậy. Hình như lúc còn học đại học, anh luôn dỗ dành cô ở lại chung cư, lôi lôi kéo kéo ôm cô lên giường, ôm chặt không chịu buông tay. Đầu gỗ, xin em đấy, đừng đi mà. Em đi rồi anh không ngủ được, cứ hễ trời tối là lại nhớ em tới nỗi không ngủ nổi. Anh mặt không đổi sắc nói đùa bên tai cô, giọng nói trầm thấp chứa đầy ý cười. Hứa Đường đỏ mặt đẩy anh ra, đánh cho anh mấy cái. Sau đó anh càng ngày càng được đằng chân lên đằng đầu, vươn tay luồn xuống dưới quần áo của cô, cào nhẹ lên tấm lưng trắng nõn. Cô sợ nhột, năn nỉ anh đừng quậy. Nửa mơ nửa tỉnh, hình như trời còn chưa sáng, bị rèm cửa che lấp nên cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Phòng ngủ rất tối, Hứa Đường mở mắt liền nhìn thấy mình đang nằm trong lòng Trì Dã, đối mặt với người đàn ông đang nhìn chăm chú vào mình. Đôi mắt đen kịt được phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng, nhìn trông ướt sũng nước. Ngón tay của anh men theo gương mặt cô, từ trán xuống mũi, rồi lại từ mũi đến miệng, cuối cùng là chiếc cổ trắng nõn, xương quai xanh và bả vai. Anh lẩm bẩm, đầu gỗ, là em sao? Hứa Đường ừ một tiếng, lại ôm chặt anh hơn. Anh trai. Một tiếng anh trai này hình như đã khơi dậy biết bao nhiêu cảm xúc. Anh trở mình đè cô xuống dưới, đôi môi lập tức phủ lên môi cô. Anh vừa gấp gáp vừa nồng nhiệt, luống cuống đến nỗi đỏ cả vành mắt, dùng hết sức lực để hôn cô. Cả người sụi lơ không còn sức, Hứa Đường nghe thấy tiếng thở dốc của anh, và cũng nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt như sấm. Tình không giấu nổi, anh nỉ non từng câu bên tai cô, nghẹn ngào không nên lời, giọng nói khẽ run. Đầu gỗ, anh rất nhớ em. Đầu gỗ, anh rất yêu em. Đầu gỗ, chúng ta ngủ một giấc là được. Anh trai làm em thoải mái được không? Chúng ta không chia tay, tỉnh lại vẫn sẽ như ngày trước. Em đừng đi, cái gì anh cũng nghe lời em được không? Đầu gỗ, anh sai rồi, đừng bỏ rơi anh, được không em? Được. Hứa Đường không biết anh rốt cuộc có tỉnh táo hay không, có phải vẫn còn đang giam mình trong giấc mộng ngày ấy. Bọn họ có nhau, vội vã lại bối rối. Trong tiếng thở dốc, ánh mắt của người đàn ông hiện lên chút ánh sáng mờ mịt, cảm xúc cuồn cuộn trào dâng. Anh chợt vươn tay hé mở miệng của cô ra. Trong miệng Hứa Đường có một chiếc răng khảnh như ẩn như hiện. Không sai, chính là em. Bên ngoài mưa gió không ngớt, khắp trời đều là ngày hôm nay. Núi non bạt ngàn đều là hôm nay. Chỉ Dã đưa Hứa Đường về nhà. Bọn họ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nắm lấy tay nhau. Chỉ Dã bình tĩnh nói với ba mẹ anh rằng mình sắp kết hôn, người anh ấy lấy là Hứa Đường. Là thông báo, chỉ có thế thôi. Trong khoảnh khắc đó, nước mắt của Sầm phu nhân chợt tràn mi. Bà ấy nắm lấy tay Hứa Đường, nói hết lần này đến lần khác. Hứa Đường, xin lỗi con, thật sự xin lỗi con tha thứ cho gì được không? Cảm ơn con đã nguyện ý quay về, lại gả cho con trai ta.
Bà ấy bức thiết ngóng trông có thể hàn gắn mối quan hệ với con trai mình. Nhà họ Trì nghênh đón một ngày tràn ngập niềm vui. Bà mẹ Trì Giã vội vàng chỉ đạo, cũng tự mình xuống bếp nấu cơm với các dì. Hứa Đường đứng cho cá kho trong ao ăn ở mảnh sân trước nhà. Sau khi cho lũ cá ăn xong, cô quay đầu nhìn mới thấy Trì Giã đang dựa vào khung cửa bình tĩnh nhìn mình. Cô đi qua khẽ đá anh một cái. Anh cứ nhìn em mãi làm gì? Người đàn ông kia cười rộ lên sờ đầu cô. Anh cảm thấy như mình đang nằm mơ, sợ chớp mắt một cái em đã biến mất không thấy đâu cả. Anh bị ngốc à? Ừ, anh vô cùng không có cảm giác an toàn. Hứa Đường vòng tay ôm lấy eo anh, ngửa đầu nhìn anh hồi lâu mới quyết định nói chuyện như bình thường, lên tiếng hỏi anh. Mẹ em, còn sống không? Trì Giã khẽ nheo mắt lại, đôi mắt có vẻ hung ác lướt qua, nhìn cô xong lại rất mau lấy lại bình tĩnh, nói một cách dịu dàng. Em có muốn bà ta còn sống không? Dù sao thì cũng là người sinh ra em, coi như bà ta là người lạ cũng được, em hy vọng bà ta còn sống. Ừ, vậy thì để bà ta sống. Bà ta đang ở đâu? Ở nước ngoài, trong một bệnh viện. Bà ta bị bệnh sao? Ừ, bà ta cần khám lại cái đầu của mình. Sẽ ổn chứ anh? Có lẽ sẽ. Đường đi còn dài, con đường phía trước là vô tận. Cuối cùng sẽ có một ngày, cô cũng có thể nhìn thấy rõ con đường của mình. Nguyện mỗi người trên đời này đều có thể nhìn thấy con đường phía trước mình muốn đi và đi thật tốt trên con đường ấy. Sau đó không gì cản nổi, đi đến nơi mà mình muốn đến, đi tới bên người mà mình yêu thương. Hết chuyện. Cuối cùng thì hai người yêu nhau đã đến được với nhau. Loại hàng cực phẩm như Trì Giã chắc là trên đời này gần như tuyệt chủng hết rồi. Chan nghĩ là trải qua 13 năm thì ai cũng đã thay đổi. Và Chan nghĩ là lúc này đây thì Hứa Đường cũng sẽ trân trọng Trì Giã giống như Trì Giã đã từng trân trọng cô khi còn thuở thiếu thời. Và nói thật với mọi người là đến tận giờ phút này Chan vẫn còn đang cực kỳ cảm thấy bứt rứt khó chịu. Bởi vì cái kết cục như quần của bộ phim Trường Nguyệt Tận Minh á. Chan đang nghĩ là không biết có nên thu âm audio bộ truyện Trường Nguyệt Tận Minh này hay không, để cho nó giảm bớt đi cái độ bức xúc khó chịu bứt rứt suốt từ hôm qua đến giờ đi. Cụ thể như thế nào thì Chan sẽ thông báo sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.